Ngày 23 tháng 9 đây là bản tin lịch sử của kênh Dòng Máu Việt. Ngày 23 tháng 9 năm 1215, ngày sinh của Hốt Tất Liệt, cháu nội của Thành Cát Tư Hãn, người lập nên nhà Nguyên ở Trung Quốc. Vó ngựa của đế chế Mông Cổ hùng mạnh đã đánh lan ra khắp cả thế giới. Mục tiêu đầu tiên để tràn xuống Đông Nam Á của quân Nguyên là phải săn bằng được Đại Việt. Cho nên Hốt Tất Liệt từng huy động một đội quân tinh nhuệ đông tới 60 vạn người do con trai của hắn là Trấn Nam Vương Thoát Hoan chỉ huy. Bên cạnh Thoát Hoan còn có hàng chục viên tướng nổi tiếng khác. Năm 1282, Hốt Tất Liệt cử Toa Đô dẫn 10 vạn quân tấn công Chiêm Thành. Sau đó Thoát Hoan đem quân tấn công nước Đại Việt ở phía Bắc, tạo thế gọng kìm kẹp quân ta vào giữa hai đạo quân Mông Cổ để tiêu diệt. Còn kết quả của cuộc chiến giữa Đại Việt và Nguyên Mông như thế nào thì xin phép không kể ra nữa. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp khai hỏa nhằm chiếm quyền kiểm soát Sài Gòn. Với sự giúp đỡ của thực dân Anh, Nam Bộ kháng chiến bùng nổ. Nam Bộ kháng chiến là xung đột quân sự giữa Việt Nam và Liên quân Anh, Pháp, Nhật bắt đầu xảy ra trước khi chiến tranh Đông Dương bùng nổ, được lấy mốc là ngày 23 tháng 9 năm 1945. Khi các lực lượng quân sự Việt Nam chống lại việc Pháp tái chiếm Nam Bộ, chiến sự ban đầu diễn ra trên chiến trường Nam Bộ, sau đó phát triển ra Tây Nguyên và cả Nam Trung Bộ. Ngày 23 tháng 9 năm 1996, ngày mất của Fujiko Fujio, một tác giả tranh truyện Nhật Bản cũng là người sáng tác các tập truyện nổi tiếng Doraemon. Fujimoto mắc bệnh suy gan khi bước sang tuổi 60, ông hưởng thọ 62 tuổi. Tại Việt Nam, quỹ học bổng Doraemon cũng đã được thành lập dưới sự ủy quyền của ông và nhà xuất bản Kim Đồng làm đại diện. Có thể nói, Doraemon là một tác phẩm thành công nhất của ông, tác phẩm kinh điển trở thành một trong những biểu tượng văn hóa hàng đầu của Nhật Bản và là tuổi thơ của nhiều trẻ em Việt Nam.